Thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi con người, trong muôn vàn những kỷ niệm, những ký ức xa xăm của tuổi thiếu thời được lưu giữ, thì có một khoảnh khắc mà nếu bạn được chứng kiến, thì trong suốt những tháng năm còn lại của cuộc đời, bạn không bao giờ quên. Đó là giây phút được ở bên bố mẹ mình lúc lâm chung. Bài thơ Mẹ tôi giây phút cuối cùng mà các bạn sắp được mục sở thị sau đây, cho Hồng viết ngay sau khi mẹ mất. Đây là một nỗi buồn đau, một kỷ niệm mà từ bấy đến nay trong tâm trí Trung Hoa Hồng không bao giờ phai mờ. Với oan ức của mình, Trung Hoa Hồng đã phát thoại chân thực nhất khoảng thời gian ít ỏi được ở bên người mẹ hiền lúc mẹ sắp xa rời trần thế. Rất có thể tâm trạng này của Trung Hoa Hồng giống với những bạn đã trải qua những khoảnh khắc thiêng liêng. Và một điều Trung Hoa Hồng cũng muốn nhắn gửi tới các bạn, những người bạn bố mẹ: các bạn hãy làm tất cả những gì có thể để không bao giờ phải hối hận khi bố hoặc mẹ mình phải xa mình vĩnh viễn. Trung Hoa Hồng xin kính mời các bạn hãy hướng đến màn hình đọc và suy ngẫm những câu thơ của Trung Hoa Hồng viết cách đây gần 10 năm. Trung Hoa Hồng rất vui nếu các bạn dành một chút thời gian viết một vài dòng bình luận về bài thơ này. Xin kính mời. Thank you.